Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 13 xe hơi và xe máy khiến cho 2 người chết và ít nhất đã có 10 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối qua, chiếc ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 61A38807 lưu thông trên đường Hà Huy Giáp, quận 12. Khi di chuyển gần đến giao lộ Hà Huy Giáp, Tô Ngọc Vân thì xe bất ngờ mất lái lao sang làn đường ngược lại, đâm vào 3 ô tô cùng với 9 xe máy đang di chuyển trên đường. Theo những người chứng kiến, tài xế của chiếc xe mất lái gây ra vụ tai nạn trên có dấu hiệu say xỉn, người nồng nặc bia rượu. Nạn nhân tử vong tại chỗ được xác nhận là ông Lê Công Dũng, 63 tuổi, quê ở Cần Thơ và Đoàn Tuấn Anh, 15 tuổi, quê ở Cà Mau. Bên cạnh đó, vụ tai nạn còn khiến ít nhất 10 người bị thương, trong đó 2 người bị thương rất nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 175 và Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân chứng tại hiện trường còn cho biết là chiếc xe gây tai nạn đi với vận tốc khá nhanh, tông vào đuôi của một taxi ở phía đường ngược lại và hất tung các phương tiện lên như là phim hành động. Vụ việc xảy ra quá nhanh nên là không ai có thể tránh kịp.